Rồi, ok, hello mọi người đã đến với video tiếp của mình nha. Thì video ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu lại đi săn bắt nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đi săn bắt hai món nha. Thì hôm nay mình sẽ đi săn bắt tôm tích với lại ốc quắn nha. Thì săn bắt giờ thì chiều nay thì mình sẽ làm một cuộc thi về siêu đầu bếp nha mọi người. Rồi ok, thì hôm nay mình đi thì có thằng Xanh nè mọi người. Xanh chào người, sẽ Xanh quay mọi người. Ok. Để có thằng Sĩ nha. Rồi ok, giờ mọi người theo chân mình rồi để mình đi săn bắt để cho mọi người xem nha. Let's go, đi thôi. Đấy ok mọi người, đây lỗ nè mọi người. Đây lỗ này. Dây. Lỗ từ từ lên trên xíu đến anh hút này, bên đây lỗ nha. Giờ mình sẽ hút hút nha. Ok. Để xuống đây mình sẽ hút nha. Hút cho mọi người xem nha. Sự tôi thấy sự đây bắt bắt bỏ vô. Wow, ở mình toàn là tôm tích sữa không nha mọi người, không có tôm tích vàng nha. Đây đối với mọi người là có mấy hang, bây giờ mình sẽ qua mình đào nha. Đây đây là mấy cái lỗ mà nãy mình đào nè. Đây cái lỗ mình đào này nha. Ok. Để bây giờ sẽ giao vào ngoài đây có không? Đâu? Đây. Cầm thiếu. Đây mình lại phát hiện ra một lỗ này ha, mọi người thấy không? Đây là lỗ tôm tích nha. Bây giờ mình sẽ hút cho mọi người xem nha. Đây. Này. Đây. Rồi. Đây mọi người đây. Đây là con tôm tích này, bỏ vô xịt. Ừ, đúng rồi. Wow, đúng. Rồi, đúng. Đâu? Chỗ nào nữa? Ừ, chụp má luôn, nằm. Mình sẽ xem đây. Mình sẽ hút tiếp cho người xem nha. Đây, chụp má luôn. Wow. Wow, cái hàng mọi người chơi ghê chưa? Bắt vô, đó, bự không, mọi người xem tiếp, bự không? Đâu? Bỏ. Xanh đâu? Bự không? Xanh, đâu? Ôi, chụp má luôn. Đây, xin lại cho người xem nha. Ôi. Hút lên à. Nó rồi ha. Bự không, thử đi. Bự không, đây, bỏ vô. Rồi ok. Mình thấy nóng mọi người, nãy giờ nóng một đống hôi hết rồi. Vậy nên mình sẽ đi bắt tiếp nha. Ok mọi người đi theo chân mình nha.
Rồi ok mọi người, thì bây giờ cũng đã xong hết rồi nha mọi người đây. Để cho anh mình cái thôi. Bây giờ mấy anh em tôi bắt được nhiêu đây nha. Thì bây giờ anh em tôi đủ nha, anh em tôi sẽ không bắt nữa nha. Mà anh em tôi sẽ giờ tranh thủ để bắt ốc nha mọi người. Rồi. Rồi giờ anh em tôi sẽ đi giờ bắt ốc nha. Rồi ok mọi người, thì mình đã tới chỗ bắt ốc rồi nha mọi người đây. Mình cho coi cho mọi người xem này. Có mình với anh sĩ đi bắt ốc thôi nha. Thì bây giờ thì ở những video trước mình đã có quay bắt ốc rồi nha mọi người, thì bây giờ mình sẽ quay đơn giản thôi nha, mình chỉ quay lại sơ sơ thôi để cho mọi người xem thôi nha. Rồi ok mọi người hãy xem theo cho mình để mình đi bắt cho mọi người xem nha. Rồi, ok vô đi nha. Đây ốc cũng đã xong hết nha mọi người, anh em chưa bắt chỉ bắt nhiều đây thôi nha, đây đủ làm rồi chứ mình bắt nhiều quá mọi người, mình ăn không hết mình bỏ là uổng nha, mình bắt vừa ăn thôi nha, nói chung bắt đủ ăn mình ăn thôi, còn thèm thì bữa sau mình sẽ bắt ốc tiếp, tại ốc của mình nhiều lắm mọi người ơi. Bây giờ để mình qua hai nhỏ nha, hai nó ngồi đứng bên kia, mình qua bên đó rồi tổng kết lại được bao nhiêu rồi mình sẽ quay cho mọi người xem, mình sẽ giờ làm ẩm thực nha. Rồi ok mọi người, đây là xong hết nha mọi người đây. Rồi ấy tới tập tích này của mình nè, ốc nè. Thì bây giờ mình sẽ về, mình sẽ làm ẩm thực cho mọi người xem nha. Rồi mọi người đi theo chân mình về nhà nha. Ok let's go, đi thôi. Xuống đây mình không ăn. Rồi ok anh em, thì anh em tôi mới về nhà nha đây. Đây. Thì đây nè mọi người. Thì bây giờ là mình sẽ giờ này. Giờ anh sẽ lấy ốc nha. Mình sẽ lấy tôm tích nha. Rồi ok mọi người, thì bây giờ mình với anh Xanh sẽ chơi là cuộc thi là vua đầu bếp nha. Anh Xanh nó sẽ lấy tôm tích, nó sẽ làm một món, mình sẽ lấy ốc làm một món nha. Rồi ok, thì Xanh làm món gì để cho mọi người nói cho mọi người xem. Tôm tích xì cây. Nướng hay không ấy, nướng đi. Nướng ha. Rồi. Thì ok, vậy anh Xanh làm tôm tích nướng nha. Bây giờ thì để mình làm món ốc của mình trước nha, rồi mình tới nói sẽ làm tôm tích nướng nha. Rồi ok, let's go mọi người. Theo chúng mình làm nha.
Đây ốc này chắc mình mới đổ nước nè mọi người. Chắc ốc này mình sẽ làm món mình sẽ luộc nha. Ok. Mình sẽ làm món đơn giản thôi nha. Mình sẽ làm món đơn giản thôi nha mọi người. Thì mình sẽ làm ốc luộc thôi nha. Luộc ăn với chấm với mắm gừng nha. Đó. Ok, bây giờ sẽ mình để giờ thì đợi ok, thằng xanh nó mới chạy về nha. Để bây giờ mình xuống quay mình quay nó coi nó làm cái gì, món gì nha. Ok mọi người xem nha. Đây mọi người, đây mọi người, wow. Ok, này món mình đã xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ đỡ qua một bên này. Sẽ đỡ xuống rồi. Wow. Đỡ xuống, xanh bỏ dĩ lên. Dĩ lại. Dạ ok, giờ xanh cho bỏ dĩ nha. Giờ xanh tấm món xanh xanh nó sẽ nướng từ từ. Để trụng nước sâu cho tụi tinh nó chết đã. Đó. Thì nó chín luôn á anh em à. Nó chết. Chín luôn á. Chết. Ok, mình đã trụng nước sâu nha mọi người, sâu cho nó chín nha. Ủa, cho không cho nó chết con tôm này cho mình dở, mình nướng cho nó dở nha. Nướng mình lấy này gì mình dở. Cho nó nóng. Gì? Nướng cho nó nóng. Đó, lấy này luôn. Không, lấy đậu. Bây giờ chân đưa ra lấy đũa xanh chạy như nhà lấy đâu đũa. Vậy nó chín nó luôn. Bây giờ ốc mình sẽ bỏ bên nha. Đó. Sau ốc mình sẽ bỏ qua một bên nha. Rồi tới nước tôm. Để nước ra. Chọn nước ra. Nước ấy. Mày với rồi vậy là quyết định làm thiếu với xanh làm tôm nướng ha. Dạ. Rồi ok, vậy làm tôm nướng, vậy nó sẽ làm tôm nướng nha. Gấp lên. Gấp bỏ ở quay làm bên hông này. Mày. Gấp đừng bỏ vô trong quá, bỏ ở phía ngoài. Đó, gấp bỏ vậy á. Đây giờ tụi nó đang nướng nha. Gấp bỏ lên. Đây con cuối cùng nè mọi người, đây con cuối cùng bỏ lên đó, như đây. Ok nấu á, nấu á. Bây giờ mình sẽ nướng từ nha. Bây giờ thằng Hiếu nó sẽ nướng từ, mình sẽ phụ nó nướng tại nhiều quá mọi người, nhiều quá mình sợ nó cháy nha. Ok, tâm tính này thằng Hiếu nó cũng nướng mọi không nha mọi người, nướng mọi ăn cho ngon nha. Hả? Đây ok mọi người, thì giờ đã xong rồi nha mọi người. Đây thì đây là món của mình này, là ốc nha. Đây là tôm tích nha mọi người, mình nãy xanh nó nướng nha. Đây thì bây giờ mình đã mời ban giám khảo từ Alaska về nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cho ban giám khảo nó ăn nha. Rồi, ok, ban khảo muốn ăn món nào trước? Là món gì ăn à? Mọi người ăn mới mời nhá. Vậy sao được không? Cảm nghĩ thấy sao? Giòn. Cho mà rất là ngon. Cái gì? Sao vậy, nói lại vậy? Cảm nghĩ vậy? Cảm nghĩ của em là nó hơi bị cháy xíu. Dạ cháy à? Mà ăn nó giòn. À đi thật ngon. Cho mấy điểm này? 9 điểm. 9 điểm rồi, ok được. Quá ghê mọi người, để cho 9 điểm luôn. Ok, ok. Đây, tao món này, món của anh đây. Đây, mình sẽ bỏ nước đây, mắm này đây, mình sẽ lấy cho bên giám khảo vào cho cái tâm Hiếu, cho bên khảo cái tâm này. À, cái tâm vào. Ok, bên giám khảo cầm ốc này, bên giám khảo ăn đi coi. Ăn này chấm dưa. Ok, món mình là chấm dưa mắm gừng nha mọi người. Đâu lấy món này món đơn giản mà chấm này mọi người. Đó, ok ăn đi.
Theo con nghĩ của mình thì món này sao? Khá là mặn. Mặn hả? Mặn, mặn cái gì mặn? Ốc mặn. Ốc đâu gì đâu mặn. Chấm nước chấm mặn. À giờ, giờ nước chấm hơi mặn ha. Giờ ok. Giờ vậy là món này thì ok, nhưng món này cho mấy điểm này? Ốc thì mình sẽ chấm 5 điểm và mắm mình sẽ chấm 2 điểm. Rồi, 7 điểm. 7 điểm. 7 điểm ok, vậy là mình đã thua nha mọi người. Thì cuộc thi này thì nói chung là mình đã thua nha. Và đây, thằng Xanh, gương mặt lên, bỏ nó ra. Đây, Xanh với Hiếu nha mọi người. Thì Xanh với Hiếu đã thắng cuộc thi này nha. Giờ món tôm tích nướng của hai nó nha mọi người. Tôm tích nướng nướng mọi nha, và chấm dưới muối rớt nha. Rồi thì bây giờ thì không chần chờ nữa rồi, anh em tôi sẽ dùng nha. Rồi, ok anh em tôi sẽ dùng nha. Bắt cơm, mọi người xem anh em tôi ăn nha. Bước tới. Thì bây giờ nãy giờ thì anh em tôi đã dùng xong nha. Thì cuộc thi vua đồ bếp hôm nay thì giành chiến thắng là của thằng Hiếu và thằng Xanh nha. Đây thì anh em tôi sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp người lại video sau nha. Cảm ơn người xem video của mình, ủng hộ mình, nhớ ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ cho người và đăng ký kênh nha, để mình với anh cô cùng có thêm được làm nhiều video hay để cho mọi người xem nha. Rồi thì ok, hẹn gặp người lại video sau nha. Bye bye, bye.